Quét, đây là phim hay nhất từ trước đến nay. Thầy áp phích thôi. Xu hướng hot nhất hiện nay là Barbie mà. Cái gì? Barbie? Còn Quét đi thì sao? Quét đi. Cái gì? Cưng quá đi, bé con. Quét đi bị Barbie thay thế rồi ạ. Đủ rồi. Chào Barbie. Chào Ken. Nào Barbie, chúng ta đi tiệc nha. Vâng. Tóm được rồi nha. Sao mọi người lại bỏ chạy vậy? Mình chỉ cần Barbie thôi mà. Chuyện gì vừa xảy ra vậy? Barbie. Cái gì? Ồ, không. Barbie đi rồi. Đợi chút đã. Vẫn chưa đủ kịch tính. Nỗi thống khổ, nỗi đau của anh, Barbie của anh. Ôi trời, có sự cố kỹ thuật. Mình sẽ sửa lại. Chính là điều tớ đang nói đó. Hiu, đây là phòng giam của cậu nè. Cậu đang đùa tớ hả? Chúa ơi, một quý cô. Tớ không thích nơi này chút nào. Chúng ta làm quen với nhau nha. Một bàn tay tách khỏi cơ thể. Cái gì? Thiên, cậu đến rồi à. Giỏi lắm. Cậu ta vào phòng giam rồi. Barbie, đeo còng vào nhanh đi. Hả? Ta lấy cái màu hồng được không? Được rồi. Khách hàng là thượng đế mà. Còng màu hồng hợp với đồ của tớ ghê. Cảm ơn nha. Thích quá à. Thật là phong cách. Chúa ơi. Em ấy đi rồi. Đợi chút nha. Em ấy mất tích rồi. Cần giúp chứ Ken. Có chuyện gì vậy? Barbie mất tích rồi. Tớ không thể tìm thấy em ấy. Bình tĩnh lại đi. Chúng ta cần dán áp phích Barbie mất tích. Nghe hay đó nha. Bắt đầu thôi nào. Đẹp nha. Cái gì? Xin lỗi người nhện. Ken, đây mà là áp phích Barbie mất tích à? Tớ xin lỗi. Cái gì? Đúng là thảm họa mà. Ồ, các bạn ơi, giúp chúng tớ với. Hãy bình luận Barbie mất tích để chúng ta có thể cùng tìm cô nàng nha. Hôm nay sẽ dùng dụng cụ ra tấn nào nhỉ? Đây, ngọn giáo của ông chú vĩ đại của mình. Ồ, dễ thương quá. Wow, không dùng tay. Đúng vậy. Ow. Huggy, xin lỗi. Huggy luôn luôn bị thương. Cậu ổn chứ, Huggy? Có cách rồi nè. Nước tẩy trang. Ô không. Chúng ta sẽ tẩy trang. Không, không, không. Đây là tra tấn. Làm ơn. Barbie, tớ nghe tiếng hét của cô ấy. Chúng ta hãy kiểm tra các hộp ở đằng kia. Ồ, cái hộp này là dành cho mình nè. Cái gì vậy? Ai cho phép hai người đột nhập vào nhà của tôi? Xin lỗi, anh có thấy Barbie không? Không thấy, cút đi. Ồ, thêm nước mắt nào. Tớ có ý này nè. Bọn em sẽ thưởng cho anh 2,5 triệu nếu anh nói Barbie đang ở đâu. Ồ, đợi tí. Đã bảo sẽ tìm thấy cô ấy mà. Cái gì? Chào. Chào Ken. Chào Barbie. Chào anh yêu. Anh có nhận ra em hay không? Nhìn kìa, siêu nhân kìa. Ai cơ? Đây là váy của ta. Ta muốn lấy lại ngay bây giờ. Lần sau có muốn thì phải xin đó. Yêu. Giờ còn phải giặt nó nữa. Đã đến lúc trốn thoát rồi. Ow, móng tay của mình.
Bàn tay. Cái gì? Móng tay cậu dễ thương nhất. Thiên. 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 Cuối cùng cậu cũng. Thiên. Cậu ta đã làm gì cậu vậy? Ủa? Trực giác nhện mách bảo tớ rằng tớ đói. Chúng ta có nên đi ăn hay không? Chúng ta sẽ đi dã ngoại. Đây rồi, xong rồi đó. Ồ, đi dã ngoại như này hơi lố nhỉ. Như vậy ổn hơn nhiều rồi. Trà tới rồi đây. Cái này cho cậu nè, uống đi. Ngon tuyệt. Hãy uống trước khi trà nguội nha. Có thích không nào? Vị trái cây đó. Đủ rồi, tôi uống xong rồi, đi thôi. Đợi đã. Gì nữa? Có bánh kem nữa nè. Ôm nhum nhum nhum. Ồ, chúa ơi. Tìm 10 điểm khác biệt. Được thôi, mình biết phải làm gì rồi. Wow, đây rồi. Nè các bạn ơi, nếu muốn biết bên trong chiếc hộp này có gì thì hãy cho video này 50.000 lượt thích nha. Đây rồi, con đường đến với tự do. Thẳng tiến phía trước. Ổn thôi, mình sẽ rẽ sang đây. Ồ, thánh thần ơi, mình từng đi qua chỗ này rồi mà. Chính là nó, vũ khí bí mật của mình. Ồ, đó là lối thoát. Cái gì? Barbie. Cậu, đừng có hét lên như vậy. Tớ sẽ đóng lại. Bình tĩnh đi mà. Vẫn đói à? Ăn táo đỡ đi. Cảm ơn nha anh bạn, tớ yêu táo. Nhưng không phải bằng nhựa. Sao vậy? Dễ thương mà. Cái gì? Bobby, anh đến với em đây. Mình ghét phải làm việc khi bụng đói. Áo! Đủ rồi Sonic, thôn tạm biệt mấy chiếc gai đi. Ta lại nghĩ khác, ông Remus à. Quý cô này đang gặp rắc rối. Ồ, anh là ai vậy? Anh là Ken, anh sẽ giải cứu em. Đánh ra, ta có thể xử tên này. Cái gì? Tên này thật quái đản mà. Tên này ở đâu ra vậy? Đỉnh quá đi. Chào mọi người, có chuyện gì vậy? Chào người nhện. Khỏe không? Tớ đang tìm Barbie. À rồi, tớ biết nè. Để tớ chỉ cho cậu nha. Cứ tiếp tục đi, em tự giải quyết vụ này được. Để em nối anh lại nha, anh chàng đẹp trai. Đập tay nào. Ồ, xin lỗi nha, nhìn bên kia. Này, trông anh mới tanh luôn đó. Tớ biết Barbie ở đâu rồi. Tỉnh ra coi, người nhện. Ồ, một cái búa. Này cậu. Barbie ở ngay đó, trong nhà của Wes đi. Đi thôi. Tạm biệt Ken. Sao cơ? Không có gì anh yêu. Xin hãy tha cho tớ. Cái quái gì thế này? Yêu, dính rồi. Người nhện. Wow, cậu ngầu ghê. Tớ cũng vậy. Hai chúng ta đều đến đây cứu Barbie. Thật tiếc cho hai người quá. Tớ cũng làm được vậy. Ủa? Cái gì? Tớ muốn lấy lại tay của mình. Xin lỗi nha anh bạn. Cậu làm trật khớp nhựa của tớ rồi. Cậu đi cứu Barbie đi. Tớ sẽ xử lý Wes đi. Thật hoành tráng mà. Chào Ken.
Wow, mình biết phải làm gì rồi. Tạm biệt người nhện. Thiên, cậu phá hỏng việc của tớ rồi. Chỉ có ý tốt thôi mà. Đợi anh một chút nha. Anh sẽ cắt các thanh sắt. Không không, chìa khóa ở trên bàn mà. Anh nói đúng mà. Vì lý do nào đó nó không hoạt động. Lấy chìa khóa trên bàn á. Phải phá cửa xông vào. Được rồi. Chìa khóa đây nè. Cảm ơn Barbie. Anh nghĩ chúng ta cần chúng. Ô, Ken, anh là cứu tinh của em. Anh phát điên vì em mất Barbie. Em cũng cảm thấy vậy á. Phew, đúng là một ngày điên rồ mà. Hớt ghi, sao bám dài quá vậy? Xin chào mọi người, đây là Barbie. Phần thưởng của tôi đâu? Hả? Đây, tôi đã tìm thấy Barbie, nên muốn nhận tiền. Wonder Woman kìa, ở đâu? Mình lại bị lừa nó rồi. Chào buổi sáng. Tới giờ ra mắt rồi. Đi nào Ken à. Barbie, cho tụi mình xin chữ ký nha. Cảm ơn các bạn. Tớ cũng có thể ký gì đó. Ken, không ai quan tâm đến cậu đâu. Sao cũng được. Wow, anh thích xem phim. Tiêu, xích nữa tiêu rồi. Mấy tên cuồng sợ thật mà. Chào Ken. Anh biết đó, em nóng lòng muốn xem bộ này. Chào Barbie. Chào Ken. Này Ken à, qua được chứ? Xin lỗi. Dĩ nhiên là không rồi. Mặc chiếc váy này đi hẹn hò nhỉ. Trông cậu thật hấp dẫn mà. Cảm ơn Barbie. Ôi trời, đôi giày xanh dương không hợp với chiếc váy hồng đâu. Tiêu rồi, chúng ta phải làm gì đây? À, tớ có ý tưởng này nè. Giày của tớ hợp với váy của cậu đó. Cậu sẽ hẹn hò thay cho tớ nha. Tạm biệt Barbie. Tạm biệt Barbie. Mình có linh cảm là đã bỏ lỡ điều gì đó. Ô không, giày không hợp với quần áo của mình. Chào Ken. Chào Ken. Tớ không có giày đẹp để đi hẹn hò với Barbie. Đợi đã, tớ vừa nghĩ ra điều gì đó. Gì vậy? Đôi giày hẹn hò hoàn hảo nè. Tuyệt thật đó Ken à. Anh ở đâu vậy Ken? Em đang đợi đây. Chào Barbie. Hoa này tặng cho em nè. Cảm ơn Ken. À, thật xui xẻo. Trời ạ, à, tủ khóa đang mở kìa. Lại nữa nè. Đúng là phép màu mà. Nhìn kìa. Này, tại sao lại không mở nữa vậy? Chào Barbie. Wow, anh đây rồi. Cửa tủ thật sự mở ra nè. Rất kỳ diệu phải không? Cậu làm hỏng Barbie của tớ rồi. Mặt của em bị sao thế? Bị gì hả? Barbie bị vẽ khắp mặt rồi kìa. Mình phải rửa sạch mới được. Barbie đi đâu mất rồi? Barbie ơi, cậu đã gặp chuyện gì vậy? Tớ biết cách giúp cho cậu nè. Chúng ta sẽ lấy lại khuôn mặt cho cậu nha. Đợi tí nha Barbie. Tớ sẽ trang điểm cho cậu. Xong rồi. Trời, em đây rồi Barbie. Anh tìm em khắp mọi nơi đó. Chúng ta đi nha. Chào mừng đến chỗ của em Ken à. Ngôi nhà thật xinh xắn. Đây là váy của em nè. Đẹp đúng không? Nè. À, ở đây có gì vậy? Chà, đẹp trai quá. À, đây là bàn trang điểm của em. Thật là nhiều đồ trang sức mà. Em sẽ cho anh xem thứ khác. Em thấy phong cách này thế nào? Anh mặc gì cũng đẹp nhỉ? Đủ rồi đó Ken à. Em sẽ cho anh xem nơi yêu thích của em trong nhà. Hộp của em nè. Siêu thoải mái. Anh vào nha. Ồ, cảm ơn. Em chụp cho anh một bức được không? Đưa anh xem nào. Chào Barbie. Chúng ta uống trà nha. Nghe hay đó.
Barbie, cậu làm rơi bông tai kìa. Đúng rồi ha. Nó ở đâu ta? Thêm trà chứ Ken. Anh no rồi. Hay một ly sữa lắc. Thức uống yêu thích của anh. Cảm ơn Barbie. Bông tai của mình đâu rồi? Ồ, đây nè, tìm thấy rồi. Cái gì? Barbie và Ken hôn nhau hả? Barbie, chúng ta đi trượt patin nha. Anh ấy đang rủ cô ấy đi trượt patin. Đồ phản bội. Đi trượt patin với Ken nha. Cậu muốn đi đâu thì cứ đi đi. Được rồi. Chào Ken. Chào Barbie. Qua đây. Em đứng đây được rồi. Anh sẽ giúp cho em. Đưa tay cho anh. Trượt đi. Ồ, Ken à, anh thật chu đáo. Chụp ảnh cho em nha. Sao, trông đẹp chứ. Cho em xem đi. Ken, còn em thì sao? Đây đều là ảnh của anh mà. Xem anh nè. Ồ, ồ. Ken. Anh hết cách rồi. Chào cặp đôi xinh đẹp. Donut cho hai em đây. Ồ, cảm ơn anh nhiều. Anh ăn thử đi, Ken. Ken à, anh tồi tệ lắm. Đừng khóc nữa, Barbie. Hãy cùng nhau hành động đi. Mình sẽ có khởi đầu mới mà không có Ken. Ôi trời ơi, nó khó hơn mình tưởng đó. Barbie, muốn đi xem phim không nè? Ồ, là Barbie kìa. Ồ, là họ kìa. Phải đi thôi. Người hâm mộ kìa, mình yêu họ. Có ai xin chữ ký không? Chả ai quan tâm cậu đâu. Thôi kệ đi. Barbie à, em xinh quá đi. Cảm ơn. Bạn thân Barbie của mình đâu rồi? Ô không, lỡ như cậu ấy tan nát như lòng cậu ấy thì sao? Barbie, anh yêu em. Barbie, em là định mệnh của anh. Barbie, tóc của cậu bị làm sao vậy? Barbie, tớ rất xin lỗi. Tớ không đi chơi với Ken nữa đâu. Tớ đã phạm sai lầm nghiêm trọng. Ngoéo tay thề nha. Được rồi, chúng ta là bạn thân. Chào Barbie. Muốn uống trà không nè? Chắc chắn rồi, Ken à. Trà của anh đây. Barbie, có chuyện gì với em vậy? Là sao? Chơi Barbie đủ rồi đó. Giờ mình muốn chơi với mẹ chân dài. Con của hai người đây. Anh yêu, xem con chúng ta kìa. Bỏ mấy cái ống thí nghiệm nó ra một tí đi. Hả? Không không, con của chúng ta. Con bé bị làm sao vậy? Đó là tay của con bé ư? Ow! Mình sẽ mua một cái này. Hoặc cái này. Bán cho tôi một bịch cà phê nha. Cảm ơn. Hóa đơn của cô đây. Sao cơ? Hóa đơn cao vậy? Ai lấy đống kẹo này thế? Hãy mang chúng về cùng với con của cô đi. Sao cơ? Đừng quên bịch cà phê nha. Chúc mừng sinh nhật con yêu. Ba có quà cho con nè. Đây. Hộp quà đâu rồi nhỉ? Mình vừa cầm trên tay mà ta. Hộp quà này đúng không ba? Cảm ơn ba. Ừ, tặng cho con đó con yêu. Wow, búp bê yêu thích mới của mình nè. Mình sẽ đặt tên nó là Bobby. Yêu, mừng là con thích nó. Và xe lửa. Oh yeah, con biết nên chơi gì rồi. Chuẩn bị nha. Đây là nơi cậu sắp đi. Coi chừng tàu lửa kìa.
Suýt nữa thì, nhưng chúng ta đã cứu được cậu ấy. Ai có thể giải bài toán này nào? Em. Mommy, đến lượt của em đó. Ok, mình thậm chí không cần phải đứng dậy. Wow, đó là tay của em ấy à. Sao tay của em ấy ở đây, trong khi em ngồi ở đó chứ? Em trả lời sai rồi, Mommy. Thầy sẽ cho em điểm F. Cái gì? Sao có thể chứ? Mẹ chân dài là đồ thua cuộc. Đừng cười nữa nào các cô gái. Cười người hôm trước hôm sau người cười đó nha. Tạ ơn trời. Hết tiết rồi. Chúng ta tự do rồi. Ow! Giờ ai mới là đồ thua cuộc đây? Ồ, cậu có thấy gì không? Cô gái bé nhỏ đang chơi búp bê kìa. Gu gu ga ga. Đó là đồ chơi yêu thích của cậu à. Ồ, chúng tớ cũng muốn chơi nữa. Amber, cẩn thận nha. Muốn lấy búp bê hả? Ồ, búp bê bay đi rồi nè. Cậu sẽ không bắt được đâu. Tớ cá là tớ có thể đó nha. Cái gì? Sao cậu ấy làm được vậy? Các cậu, tới công chuyện rồi nha. Không không, chạy đi thôi. Không thể thoát khỏi tớ được đâu. Làm ơn, đừng mà. Cùng chơi nào. Ow, khủng mùi đó chứ. Đúng không Poppy? Chúc mừng sinh nhật con yêu nha. Quà của con đó. Sao hả? Con không thấy vui sao? Con sẽ được tổ chức tiệc với bạn. Ủa? Con bé không có người bạn nào cả. Anh có ý này nè. Anh sẽ quay lại ngay. Cầm giùm anh đi em. Cha, làm phòng cho bộ xương à. Ba lại làm thí nghiệm gì nữa hả mẹ? Đừng lo, sẽ xuất hiện ngay đây thôi. Dung dịch ma thuật Playtime của ba. Xem kìa, cậu ta còn sống. Cảm ơn giáo sư nhiều nha. Ôi trời, quái vật xanh lè gì đây? Chào cậu, tớ là Huggy Wuggy. Làm bạn với tớ nha. Chúc mừng sinh nhật Mommy. Đây là quà của cậu nè. Ồ, cảm ơn nhiều nha. Huggy Wuggy, từ giờ cậu là bạn thân màu xanh của tớ. Không thể nào. Mình sẽ đi hẹn hò thật sao? Mình sẽ đi xem phim với Peter. Yeah. Chúng ta được mời đi xem phim. Make up tông hồng nhẹ nhàng. Chỉnh lại tóc nữa. Cà vạt yêu thích của mình. Trông mình đáng yêu ghê. Nước hoa màu xanh thơm tho. Mình đã sẵn sàng rồi. Hết ghi. Không, tớ sẽ đi một mình. Thật bất công mà. Hết ghi không muốn ở một mình đâu. Chúng ta hết bắp rang rồi. Để tớ làm đầy nó lại cho. Chờ chút nha. Vị phô mai đã có rồi đây. Cảm ơn nha Mommy. Một nụ hôn dành cho Huggy Wuggy. Huggy, sao cậu lại ở đây vậy? À, quái vật kia. Dạ, tớ đã bảo chúng ta xem phim cùng nhau rồi mà. Ăn bắp rang không nè? Phiêu, mình đã ăn nhiều kẹo quá. Ủa, ba. Mommy, ăn đường nhiều quá không tốt đâu con à. Cấm ăn nhiều nữa đó nha. Đừng mà ba ơi. Có một cái ổ khóa phức tạp trên cái tủ này. Cậu sẽ không gỡ được đâu.
Nè Mommy ơi, có bịch snack nào không? Có rất nhiều kẹo trên cái tủ đằng kia. Nè, nó bị khóa rồi. Cậu cần mật khẩu để mở nó. Đây là manh mối nè. Đoàn tàu nhỏ của tớ. Đỏ, tím, xanh, vàng. Đúng rồi. Yay, đồ ăn vặt của mình. Huggy yêu các cậu lắm. Bảo bối của tớ. Ô không, Huggy, cậu ăn hết rồi á. Chẳng còn gì ngoài vỏ kẹo. Ủa, ba ơi, không như ba nghĩ đâu mà. Là lỗi của cậu ấy á. Ai cơ, cậu bạn vô hình nè. Ủa, Mommy, con đã bị cấm túc. Đi làm bài tập nhanh lên đi. Cậu à, các cậu được mời đến tiệc của tớ. Hãy đến chơi nha. Cảm ơn Mommy, chúng tớ sẽ đến. Lucy, hãy đến tiệc của tớ chơi nha. Chắc chắn rồi, tớ sẽ đợi cậu đó. Này, muốn đến tiệc của tớ chứ? Chắc chắn là không rồi. Nè Mommy, tớ cũng được mời tới chứ? Không được đâu hết gì. Cậu sẽ dọa khách của tớ và phá hỏng bữa tiệc mất. Tớ biết cậu thích gì, nhưng mà xin lỗi nha. Sao vậy Huggy? Trông cháu buồn quá. Cháu thành màu xanh luôn rồi kìa. Mommy không mời cháu đến tiệc của cậu ấy, vì cậu ấy nghĩ cháu sẽ dọa khách chạy đi hết. Không sao cả. Ta có dung dịch biến hình đây nè. Uống nó đi, không thì hết công dụng đó nha. Tớ sẽ được mời đến bữa tiệc chứ. Ok. Thiệt vui đó. Ai vậy nhỉ? Chào các cậu. Đồ ăn ngon thật. Poppin gì đó đồ thua cuộc. Nè, cậu ta bị làm sao vậy? Cậu ấy lập dị ghê. Mommy, là ai vậy? Ủa, tay của mình. Dung dịch hết hiệu nghiệm rồi. À, quái vật kìa. Chạy đi. Không, các cậu à, đợi đã. Gọi cho tớ nha Mommy. Bye Alex. Hết gì? Mommy, cái này vui thật đó nha. Ra ngay. Là pizza của chúng ta. Wow, đáng yêu quá đi. Chào, tôi giao pizza cho cô gái xinh đẹp nhất thế giới đây. Pizza dành cho cháu sao? Không đúng lúc chút nào hết ghi. Mommy, chơi puppy với nhau nha. Không được hết ghi à, tớ phải đi hẹn hò rồi. Nói Mortal Kombat nào. Lần sau nha, xin lỗi cậu. Thật là tệ mà. Mommy không muốn chơi với mình nữa. Này, cuộn băng bí ẩn gì đây? Xem thử nào. Chuyện gì thế? Ôi trời ơi, cái gì vậy? Mình đang ở đâu đây? Mình bị kẹt trong game rồi. Cứu, thả tôi ra đi. Hả, ai vậy? Lại thấy gì nữa à? Ba ngủ rồi. Huggy, cậu đâu rồi? Huggy, sao cậu lại xuất hiện bên trong TV vậy? Cái gì? Nhấn nút quá. Ok, đang làm nè. Ô không, này, cứu với. Tôi không muốn bị kẹt ở đây đâu. Thả tôi ra. Huggy, là lỗi của cậu đó. Các cậu à, tớ không làm gì cả mà. Tiếng ồn gì vậy nhỉ? Mình nên tắt TV thì hơn. Khuya rồi mà. Sky, không sao chứ con trai? Đứng lên nào. Ông là ai thế? Ba của
của con. Xem này, bức hình gia đình hạnh phúc của chúng ta. Con không thấy quen sao hả? Ồ, chào ba. Con trai à, để ba ôm con nè.